kèm số điện thoại giùm em, hàng gửi về chất đẹp quá luôn trời em đấy. Ôi không phải mặc yếm Việt Nam làm gì các chị ạ, không việc gì phải bỏ tiền ra mặc yếm Việt Nam để làm cái gì cả, cứ về với đội em trang đẹp mặc yếm xịn cho em các chị nhá, giá thị trường 500-600 nghìn nhưng em trang đẹp tặng thì khách hàng cho em con yếm bò siêu cấp nhé các chị ơi, hàng nó đỉnh cao luôn các chị yêu nhá. Này các chị nhìn này, hàng này các chị, hàng em mà tem này, tem lụa xịn cho em luôn, em tặng thì yêu cho em con yếm này với giá cho em là 249 nghìn cho em con yếm này, không đẹp không lấy tiền, yếm bò xịn luôn các chị nhá, yếm bò xịn cho em luôn. Em lau cái này cho đỡ mờ, nó sợ nó bị mờ mờ nhá. Đây các chị yêu, các chị lên cho em yếm bò kèm chuyển cho em hàng này, ăn chơi chưa, chất vải nhá, cực kỳ mềm luôn, vải nó mềm thêm thế với chị luôn, là bình thường những cái vải bình thường ấy có khi không mềm bằng cái yếm bò của nhà em luôn. Em tặng cái yêu cho em con yếm bò cho em với giá trong live stream cho em là 249k. Các chị lên cho em yếm bò kèm số điện thoại cho em cho cái cam mới, lên cho em yếm bò kèm số điện thoại giùm em. Em chỉ có duy nhất một màu này thôi và con này rất là xinh, hiện tại đang rất hot các chị ơi. Con này bây giờ các chị đi chơi cho em, đi đâu đi du lịch này, đi chơi Tết hay đi đâu cho em, các chị mặc con yếm nên cảm thấy nó cứ sừng lòng ngé cực kỳ luôn. Nó vừa đẹp, nó vừa tin là còn vừa gì ăn chơi cho em, là còn vừa chất cho em, mà mặc lại còn gì ạ? Thoải mái và không lộ bụng giùm em các chị nhá. Hàng này nhà em là yếm hãng nên các chị mua ở thị trường là 550 con này đấy các chị ơi. Em chỉ tặng 249 thôi, mặc cực sướng luôn chị nhìn chất. Yêu các chị ơi, các chị có con yếm bò nào mà chất nó như này không các chị? Nó mềm cực kỳ cho em như thế này, mặc nó thoải mái vô cùng và nhẹ vô cùng cho em. Đặc biệt mặc cho em hách tuổi cực kỳ cho em luôn các chị ơi. 249k lên cho em mặc yếm bò kèm số điện thoại cho em các chị ơi, nhìn xuất sắc chưa này. Yếm bò kèm số điện thoại giùm em các chị nhá. Một màu duy nhất tình yêu ơi, một màu duy nhất cho em, lên cho em mặc yếm bò kèm số điện thoại cho em đi ạ. Ok Hải Quân, ok một con yếm bò, yếm này nhà em có size chứ chị? Nhà em có size đầy đủ nhá. S như da chăn mà chúng người là size S các chị ơi. 40 để cho em khoảng tầm là 52 cân là mặc yếm bò size S. Từ 54-53 cân đến cho em khoảng tầm 57 cân là mặc yếm bò CM, và đến cho em khoảng tầm 60-63 cân là mình mặc cho em yếm bò CL 3 size SML luôn. Em đang chia khách hàng cho em với giá là 249k. Yếm này nha, em là yếm dòng siêu cấp cho nên các chị mặc cho em lên người là gì ạ? Chất cực kỳ mềm là một này, yếm không nhăn không nhầu là hai này, trong quá trình các chị mặc giặt rũ cho em không bị bạc màu cho em là ba. Và hứa với các chị luôn, đã mặc yếm bò nhà em là các chị sẽ bao nghiện, vì yếm bò nhà em thiết kế rất là trẻ trung, năng động, điệu đà, nữ tính chứ không, nó không bị hầm hố, nên các chị mặc cho em con yếm lên là các chị thích luôn đấy. Có 249 nghìn con yếm như thế này thôi, chị gái nào lấy lên cho em mặc yếm bò kèm số điện thoại cho em 3 size SML. Em nhắc lại cân nặng để các chị yêu nhớ cho em cân nặng này. S nhà em từ 40 đến cho em là khoảng tầm là 52 cân, M cho em đến là 57 cân, và L cho em đến 63 cân, mặc rất thoải mái luôn, không lộ bụng cho em, và đi đâu cho em cực kỳ trẻ trung và sang hết rồi. Những con này các chị yêu chơi Tết cho em thật sự luôn là 10 điểm có nhưng các chị nhá. 10 điểm không có nhưng cho em. Yếm bò chị Hương Anh giới thiệu cho em đi, yếm bò ok Ngọc Quỳnh ạ. Con này nhà em thì thiết kế rất là ăn chơi. Các chị nhìn cho em hai bên hai qua hai màu khác nhau phối cho em một cái tông màu đây. Nên là con yếm nhìn nó ăn chơi và nó có cá tính và nhìn nó đẹp. Và đặc biệt là yếm nhà em nó không bị hầm hố như những cái dòng trẻ trâu nó cái suông hay là như thế nào. Mà yếm nghe các chị nhìn thấy có điểm cắt eo rõ ràng này. Nên khi các chị mặc lên em nhìn con yếm nó eo và cái che được tất cả những cái khuyết điểm mà các chị cần che các chị nhá. 249k lên cho em yếm bò kèm chuyến này cho em đi, xinh quá các chị ơi, mềm dã man cuộc đời luôn. Yếm bò này không mua là hối hận ạ. Tết mà mặc con này cho em đi chơi thật sự 10 điểm có nhưng các chị ơi. Tết các chị mặc cho em con yếm này đi chơi 10 điểm không có nhưng cho em ạ. Chất bò thì mềm hơn cả vải luôn các chị ơi, chất bò này nó mềm hơn cả vải, các chị mặc đi đứng đi lại không bao giờ bị khó chịu, không bao giờ bị căng người, không bao giờ phải suy nghĩ một tí nào cho em luôn. Đẹp như thế này nhưng tặng có 249k lên mã yếm bò kèm số điện thoại giùm em. SML 40 63 cân 64 cân có size cho em, các chị nhanh tay giùm em ạ. Hồng Tú ok yếm bò set có đơn cho em, Nam Tây ok yếm bò size M này, Quỳnh Hà ok yếm bò set đẹp lắm, dáng dài này mà không hề bị lạnh cho em. Dạ xinh đẹp ấm 249.000, mặc lên con yếm bò nhìn nó khác hoàn toàn cho em chơi các chị ơi. À, các chị nhìn cho em từng cái khuy vải này. Chất này, kim này, đường vải cho em là các chị ơi, đỉnh cao cho em luôn nhá. Bò mềm luôn, màu đẹp cho em, sang cho em. 249k tình yêu ơi. Thu Thu ok yếm bò set, Quỳnh Nga ok yếm bò set có đơn cho em. Em cực kỳ thích mặc yếm luôn, hách tuổi các chị ạ. Hách tuổi mà những con này nó cái yếm của nhà em như cái váy các chị ơi, nó điệu đà chứ nó không phải như những cái dòng yếm khác mặc nó hầm hố trẻ trâu là không có các chị nhá, xinh cực kỳ cho em luôn. Yếm bò ok, Thu Thu lên dưới đây cho em đi chị ơi. Nga Kim ok yếm bò có đơn cho em luôn. Ngọc Hải ok yếm bò. Áo nó mặc ở trong các chị lên cho em áo giữ nhiệt đá cho em nhé. Giữ nhiệt đá này em đang tặng rất nhiều với giá cho em là bao nhiêu ạ? 120 một áo, hai áo 200 nghìn. Các chị nhá, có màu nâu là 1, màu cốm là 2, màu trắng là 3 và màu đen là em là nhiên đang mặc trên người là 4. Cái giữ nhiệt này chất rất thoải mái, mặc từ 40 cho em đến 65 cân. Ở trong này nhà em có gì ạ? Lót nỉ các chị nhá. Và em đang tri ân cho các tình yêu mã giữ nhiệt đá này với giá là bao nhiêu ạ?
120.000 một áo, hai áo 200.000 có phối đá ngực cho em, mặc rất ấm rất mềm rất thích luôn và ôm trọn người cho em luôn. Cái này là giá lên trang tặng các yêu, cho bình thường nếu mua giá này chắc chắn không có đâu. Lên cho em giữ nhiệt đá màu nâu, màu cốm, màu trắng và màu đen, kèm số điện thoại giùm em. 120.000 một áo, hai áo 200, lên đúng mã cho em là gì ạ? Giữ nhiệt đá các nhá, kèm màu, kèm số điện thoại giùm em. 120.000 một áo, hai áo 200, giữ nhiệt ở trong có lót lông, chất mặc thoải mái cho em, không bay không xù không bạc màu. Đây là cái giá tri ân nên các yêu nào xem được cái livestream mà các chị lên cho em mã giữ nhiệt đá, kèm nâu, kèm cốm, kèm trắng, kèm đen, kèm số này cho em. 120 một cái, hai cái 200. Yếm bò ok, thanh tú lên số này cho em nhé. Yếm bò giữ nhiệt đá màu đen ok Hà Quỳnh nhá. Giữ nhiệt đá em chỉ áp dụng từ hai áo thì mới được giá đấy chị nhá. Còn nếu mua lẻ là 120 thì nhà em. Các chị biết là để mua con áo giữ nhiệt lót lông ngoài thị trường chị phải bỏ ra cho em bao nhiêu tiền ạ? 200 hơn một áo đúng không ạ? Nhưng nhà em đây là hàng giữ nhiệt lót lông mà em tặng các yêu cho em với giá là bao nhiêu ạ? 120 một cái, hai cái 200.000. Thì các chị phải mua combo giùm em, còn mua lẻ 120 đã quá rẻ rồi các chị ơi. Có giữ nhiệt đá có màu gì ạ? Màu nâu, màu cốm, màu trắng và màu đen giùm em ạ. Yếm em đang mặc trên người lên cho em ạ. Yếm bò 249k. Yếm bò xịn luôn, mặc cực kỳ mềm, cực kỳ sướng các chị ơi. Em qua tí em đi chơi em cũng mặc luôn con này, các chị xịn thấy xinh không? Xuất sắc cho em các chị yêu nhỉ, trước sau này. Đẹp lắm các chị ạ. Trời ơi mà chất bò nó mềm. Chứ còn những cái yếm này các chị mua toàn 500-600 nghìn thì mới sở hữu cái chất yếm này các chị nha. Nên phải nhanh tay dùm em. Hoàng Tú ok, yếm bò có đơn nào? Một yếm bò hai giữ nhiệt cho chị Thanh Nga ở đơn cho em. Giữ nhiệt đá hai màu ok, Lê Hằng có đơn cho em ạ. Minh Anh ok là yếm bò có thoải mái chứ ơi. Yếm bò nha em từ 40-63-64 có sai. S từ 40 cho em đến là như chăn nó mặc trên người là 52-53 cân thoải mái luôn. Thoải mái cực kỳ nhá, không lộ một tí bụng nào. Form đẹp, ăn chơi, điệu đà, nhẹ nhàng, tiểu thư đại cát cho em. Được chưa? Thứ hai là size M từ 53 cân, 53 cân, 54 cân đến cho em 57 cân cho em. Thứ tư là size L từ 58 đến 63, 64 cân cho em, mặc rất đẹp luôn. Rất là xinh, mặc yếm các chị thấy cho em là nó quá đẹp. Mặc yếm nó thật các chị yêu là quá đẹp. Quá đẹp, quá trẻ. Nhưng mà bình thường các chị sợ là gì ạ? Mặc yếm nó bị hầm hố. Các chị sợ là gì ạ? Mặc yếm nó bị trẻ trâu. Nhưng yếm như em nó là gì ạ? Dòng yếm điệu. Các chị nhìn thấy nó như cái váy này, các eo có điểm eo rõ ràng nha. Có điểm eo rõ ràng này, có điểm bo eo này. Nên là các chị mặc thấy cái yếm nhà em mặc lên không khác gì một cái váy, nhưng nó lại mang lại sự trẻ trung cho em, năng động cho em, và các chị mặc không bị nhàm chán cho em. Một cái gu mà các chị mặc lên mà phát là các chị sẽ ưng ngay cho em luôn. 249k cho em con yếm. Và nhớ cho em không bán bò của Việt Nam, không bán bò cứng, không bán bò mà các chị mặc một phát các chị cảm thấy muốn cởi ra đâu ạ. Mà những cái bò các chị đi theo cả ngày các chị vẫn thấy cho em sự diện mềm mại, vì là chất bò thì quá mềm luôn các chị, quá mềm luôn. Đặc biệt luôn là gì, độ bền màu thì đỉnh cao cho em các chị nhá. Độ bền màu thì đỉnh cao. Lên cho em mã yếm bò cái gì ạ? Kèm gì ạ? Size kèm số điện thoại cho em. 249.000. Các chị tham khảo tất cả các nơi giùm em. Không ở đâu bán một con yếm bò hàng hãng mà nó mềm đẹp như thế này thì giá tiền này cả. Mà nó mặc các chị mặc cho em từ mùa đông sang mùa hè không phải vứt đi. Không bao giờ phải vứt đi, riêng con này mùa hè các chị mix cho em áo phông nó cũng đẹp. Đi đâu mặc cho em nó cũng gọi là mê chứ ê kéo dài đúng không? Này, 249.000 mềm dã man luôn, màu thì ăn chơi. Riêng cái màu này cực kỳ hiếm các chị nhé. Riêng cái màu này cực kỳ hiếm. Yếm bò cái okay, Thanh Giang, yếm bò cái okay, Lệ Dung lên số này cho em đi ạ. Yếm bò cái okay, Quỳnh Đào lên số này cho em đi, xinh quá các chị ơi. Này. Xuất sắc cho em luôn. 249k các chị. 249k. 249k lên cho em yếm bò kèm xuống này cho em. Thích màu nào lên cho em màu đấy, vừa đẹp, vừa trẻ, vừa gì ạ? Ăn chơi, vừa gì ạ? Cá tính lại còn gì ạ? Vừa năng động mà lại còn gì ạ? Không bị nhàm chán cho em, các chị lên ngay cho em yếm bò đấy. 249. Áo mặc trên trong người lên cho em giữ nhiệt đá giùm em. Hàng này nhà em mà giữ nhiệt lông lông ở trong các chị nhá. Em đang chia khách hàng cho em này. Con này là em đang tặng các chị nhá. Đang tặng lại ở trong có lót lông này, ở ngoài chất bao không xù không bằng màu cho em. 120 một áo, hai áo 200 lên cho em mã giữ nhiệt đá kèm màu. Kèm số điện thoại giùm em, có nâu là 1, có cốm là 2 được chưa ạ? Có trắng là 3 và có đen là 4, chất thì bao đỉnh luôn. 40-65 cân mặc con này thoải mái cho em. Con giữ nhiệt đá này, rất là đẹp. Chứ các chị sẽ không bắt gặp được cái giá tiền ở đâu ngoài nhà em đâu. 120 một cái, hai cái 200 lên cho em mã áo giữ nhiệt đá yếm bò 249 giùm em. Yếm bò nhà em là yếm bò hãng nhá. Nên là các chị mua yếm bò nhà em, các chị đừng so sánh hàng rẻ tiền, em không chơi hàng rẻ tiền. Nếu các chị mặc yếm bò hàng rẻ tiền, các chị mặc nó cứng đơ, các chị không thở được, các chị khó chịu, thì các chị cũng vứt đi nó phí. Nhưng yếm bò nhà em là siêu mềm. Các chị về mặc nếu trang bảo siêu mềm mà các chị chỉ cần về hơi gợn sóng, hơi cứng, hơi khó chịu một tí trang đến thì gấp 10. Các chị nhớ giúp em điều đấy ạ. Lên cho em mai yếm bò kèm sướng thật cho em. Giữ nhiệt lên cho em là giữ nhiệt đá kèm màu kèm sướng thật cho em. Giữ nhiệt ở trong vừa lót lông này, chất ở ngoài vừa bảo hành này, không bay không xuống bạc màu. Chi ân giữ nhiệt bao tiền ạ? 120 một cái, hai cái 200. Ở đâu có các chị, ngoài nhà em không có chị nhá. Giữ nhiệt đá màu nâu, màu cốm, màu trắng và gì ạ? Màu đen kèm xuống này cho em. Ấm dã man luôn, 65 cân vẫn mặc vừa giữ nhiệt nha em. Còn yếm nha em cứ 40-65 cân có sai. Các chị nhá, yếm nha em 40-65 cân có sai cho em SML. Hàng cao cấp nên là không có chuyện là một sai đâu chị yêu.
yếm này là hàng cao cấp nên không có chuyện một sai. Chị yêu cứ lên cho em cái mã là yếm bò kèm số cho em được chưa. Giữ nhiệt đá trong hai cái 200, các chị lên màu giùm em nhá. Giữ nhiệt đá trắng, giữ nhiệt đá gì ạ, cốm, giữ nhiệt đá nâu và giữ nhiệt đá đen giùm em. Thanh Nga ok yếm bò lên số cho em đi. Quỳnh Hải ok yếm bò kèm giữ nhiệt này, giữ nhiệt sướng không, giữ nhiệt các chị ơi sướng dã man luôn các chị ạ. Mặc em ơi, nó không bao giờ nó hỏng luôn cho em, mặc đính đá nó sang các chị ạ. Mình mặc đến những con này các chị mà hở ra có tí đá thì sang hơn đúng không. Hàng đính đá mà 120 một cái, 200 một cào giữ nhiệt này, tranh thủ lấy cho em. Bảng màu giữ nhiệt có tất cả 4 màu tình yêu, phê lắm. 65 cân vẫn mặc thoải mái, vừa giữ nhiệt. Giữ nhiệt ở trong lót nỉ đàng hoàng luôn, lót nỉ đàng hoàng luôn các chị nhá, không phải bán hàng linh tinh. Được chưa? Lót nỉ ở trong cho em mặc vào liền ấm liền cho em. Có màu nâu là 1, siêu tây cho em. Được chưa? Màu cốm cho em là 2, siêu trắng da cho em là 2. Màu trắng cho em, siêu dưới mít đầu cho em và màu đen cho em các chị ơi. Giữ nhiệt đá 120 một cái, 2 cái 200. Yếm đang mặc trên người lên cho em mã yếm bò kèm số này cho em. Yếm bò em đang chiên là gì ạ? 249k. Các chị ơi xinh quá luôn, em thề các chị con yếm bò không mua phí. Quá xinh cho em luôn, yếm bò không mua phí các chị nhá. Xinh cực kỳ cho em luôn này. Đẹp chưa các chị ơi? 120 một cái, 2 cái 200. Lên cho em mã yếm bò kèm số này cho em. Tết này các chị yêu có con này đi chơi em khẳng định luôn nhá. 10 điểm có nhưng. Mùa hè con này các chị mix cho em áo phông cũng đẹp. Tức là trong tủ đồ phải có một con yếm cho em. Các chị mix cái gì các chị cũng thấy sang. Các chị mix cái gì các chị cũng thấy là gì ạ, đẹp. Các chị mix cái gì các chị cũng thấy năng động. Các chị có thể đi giày thể thao các chị đi giày có gót với con yếm nhà em siêu đỉnh luôn. Vì yếm nhà em là yếm gì ạ, yếm dòng yếm điệu. Nhìn nó nhẹ nhàng, nhẹ tôn dáng người phụ nữ lên nha. Các chị mặc không bị hầm hố, không bị trẻ trâu, không bị gọi là đuột một phát từ trên dưới nhìn thùng thào thì các chị không. Em nhá, kể cả là gì ạ, mặc cái gì cũng phải có cái nét điệu đà một tí của người phụ nữ em mới thích. Ví dụ con yếm của nhà em các chị thấy không? Này, chỗ này là các chị này. Cắt eo vào gọn gàng luôn á. Nhìn người mình nó nhỏ nhắn, nó xinh xắn. Đấy, mặc vào rất là vừa mắt tất cả mọi người luôn. Cho nên các chị yêu nào mà gu giống em Trang, thích những con yếm nhưng mà không sợ bị diện hầm hố hay là sợ bị trẻ trâu quá, các chị lấy con này cho em. Bao đẹp các chị nhá. 100 à 240